trẻ quá, trẻ hơn 10 tuổi đấy. Bây giờ cô 60 tuổi cô lại quay lại. Ngày xưa cô toàn đằng đầu này thôi, còn cắt đầu này thôi. Mình gọi nó gọi là thời các cô gọi đầu cầm vân đấy. Chị nhớ ngày xưa thôi, bây giờ em chặt như thế này em đi tu với các chị, toàn các chị già thôi, em trẻ này em không đi nữa đâu. Cười lý do ở đây em đi này, em trẻ nhất trong đội chứ đấy, người khác sẽ bảo đấy trẻ thế là đi vẫn đã đi tu rồi, trẻ nhất rồi gì đó, trẻ nhất Hằng cũng trẻ đi tu rồi, chị Hằng già. Cái Hằng nó cứ tự tạo cho nó khắc khổ, nó đi nó cứ cầm cầm, xong rồi là xong rồi nó đi nó còn các cô đi nó còn bảo không đi tu rồi không mặc đẹp. Trong cái giới nào mà đi tu không cần mặc đẹp vậy hả? Hằng nó xả thiết lắm, không không cần phải đến mức đấy đâu mà. Đúng rồi, mình tu ở cái tâm mình đâu có phải tạo cho mình sự tu ở tâm ra để cho mình khắc khổ thì mình mới là tu đó, nên là cái tư tưởng phải thay đổi. Xong bảo ô đi tu cũng cần phải mặc đẹp mà, nhưng còn con chạy mà vấn đề mà không lãng phí thì nên không làm tổn phước. Xong rồi tóc nó lại bông thế nhỉ, nó bông nó tự nhiên mà, nên là tóc càng tự nhiên càng đẹp. Tóc như này chứ tóc không hóa chất, tức là nên là cháu mới phải là cháu là tóc không hóa chất, tự tin để cắt tóc. Còn thuốc là đỡ phải tốn thua công đi làm đầu. Làm đầu, rồi mỗi một lần làm đầu là một ngày nha. Phải đem đồ đi. Là chịu được cái chịu thuốc. Tí nôi ra gội, tí cho vào quấn, quấn xong lại quấn tóc, quấn dây điện. Làm cho cái xong tí lại ra xả gội. Hai lần gội con ạ. Mà cảm giác như tóc nó dày hơn đấy, đúng không? Nó bông dày từ trên đỉnh đầu xuống, nó bông đấy là cách cách sấy, sấy nó vừa bông tóc dày, tóc tóc mỏng thì sẽ dày hơn, nó phồng hơn, nó bồng bềnh hơn. Cũng cắt cô mà dài hơn thì cô bảo cô sợ ngắn quá cô không ngược được, cháu cắt dài hơn để cho cô dùng cái kẹp cặp ngày xưa mà mình hay có cái búi 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 đằng sau ấy. Đấy xong rồi là cô ấy thì cô cho cái tóc của cô vào cái búi đấy, và nó ngắn thôi nhưng mà cho vào cái búi đấy thì nó vẫn nguyên tóc như tóc dài ấy. Mà bộ nó sẽ cắt xong cô bảo út trẻ thế. Cô bảo cắt xong nó sao trẻ thế, xong rồi bảo như này vẫn cho một cái búi được vàng, nên là mình không muốn người khác sấy mình thả tóc mấy ấy thì mình cho tóc vào cái búi. Cô bảo ui giời, thế này thì biết thế cắt từ lâu rồi, thế tại sao mình thì cô cứ sợ già ấy, cô sợ trẻ ấy, cô cứ ra cứ làm đầu mình làm kiểu gì nó già già ấy. Chỉ cần già nó bảo cần ra. Ai đi làm cũng muốn làm sao trẻ trẻ ra đây, mình đi làm bảo chứ được phải ra đi.
dài là cô đi đấy. Ngàn hôm bỏ bố mất thế hả nhỉ? Ừ. Chùa Hoa Nghiêu của thầy Chí Quảng á. Ở đâu? Đạo Thịnh ạ. Thế ở miền Bắc à? À em tưởng chùa Hoa Nghiêu miền Nam. Xem thấy ở Dubai mới biết kinh ngơ. Biển luôn, như biển, mà nó chỉ trong một ngày thôi, nó dồn nó có nghĩa là trời mây, mây và trời, mây và nhà bằng nhau nhé, xong nó đắp mưng nước xuống. Chú lại đi rồi, cô ấy niệm Phật ở nhà, cô nghe pháp, cô nghe cạnh nhà chị bên này này. Mà chị làm lễ đấy, coi như là bảo là sao cái dàn bờ dậu của cô ấy bên đài đường, cô sổ chim sáng ra chim nó, cái cô gian hết cả lên này. Thế cô bảo em hay cho lan, thở em hay cho lan, thế là buổi sáng sớm ra cô rổ nó hót mà bờ sáng ấy, nó cứ rơm ra, cô cũng đang nghe pháp mà. Cái thằng con trai nó có mỗi có thằng con trai thôi mà qua đây là bây giờ toàn bộ cho mẹ rồi những cái mẫu để cho mẹ cho chép thì để tặng tối hôm qua tối mở đấy à ngồi đây này cô nó cô Thịnh ngồi đây là cô bảo là con là nó ra chị như thế là chị tu chị cảm ứng được khu khối xung quanh rồi đấy thằng Hoa nó ra tập thể nó ở riêng đấy thế bây giờ nó gửi cho mẹ nó toàn cái cách cái thức để chép kinh để tặng này thằng con trai đấy. Thế cô ấy, cái thời
cô chỉ năm mấy thôi, 55 thôi. Thế là chị tu là chị cảm ứng được xung đến xung quanh rồi ấy. Đâu, nó cô mẹ cô ấy. Vâng, bây giờ nhá, nào là chị Mai quay lại này, chị Thịnh này, xong lại đến chị này cũng hay đến để nghe em cô nói. Này cũng thế. Em sang, xung quanh nhà em sang về quan. Chị nói về Phật pháp. Ừ. Phật pháp khổ. À, bây giờ em cứ thế, bây giờ bảo thế chị bảo em nghe pháp nào, bây giờ em cứ mở, thứ nhất là em nghe thầy Pháp Hòa, em nghe thầy Đạo Thịnh. Đấy, với lại qua mấy sư cô đấy. Hôm qua sang đây nó cũng mở suốt đấy. Nước cắt tóc, gội đầu cắt tóc. Người nào mà tu ấy, em thấy như này này chị này, kinh nghiệm đấy. Người nào mà người ta đến với Phật pháp, người ta không nói năng gì, người ta cứ âm thầm người ta tu ấy, thì người đấy thắng đạo. Nhưng mà người nào mà cứ đi xong bắt đầu người ta tu lâu rồi người ta mới nói thì người ấy được. Nhưng mà người nào vừa mới bước chân, úi dồi ôi tôi bây giờ thế nọ thế kia kia, người đấy là thôi rồi. Đến giữa cuộc đời là giải đãi, cuộc đời là giải đãi ngay, đến giữa con đường là giải đãi ngay. Em bảo ông hay nhà em là cứ biết nặng mà làm, đừng nói gì. Đấy, chú bây giờ chú học đại bi đấy, chú đang bảo cái quyết học thuộc đại bi đấy, chú khanh ấy. Rồi cô ngồi thiền, chú cũng ngồi thiền, cũng tu. Chú bảo chú làm đến sáng năm nữa thôi thì là chú cũng đi tu đấy. Chú chị thích đi chùa, đi ở mới thầy Tiến là muốn lên chùa ở thế à? Đi chùa thì chú sẽ đi nhập thất cùng với các bà với vợ. Nhưng mà liệu có đi được không chị? Ô sao lại không đi được? Quyết tâm đi đi. Không, nhưng mà quan trọng là có trong miền Nam ở không chứ? Có chứ. Thế à? Ừ, tu ở bên kia mà có mà. Đạo tràng có thỉnh thoảng. Một hai năm nay đã em cũng bảo biết ông ấy thế. Có, em bảo ông bảo là thế không người nữ ở không à, nam một ở hai không? Ông có phòng riêng mà em bảo em thấy có một bên tăng thì đến thì tăng cứ ở cái phòng bên đấy thì chắc là ở bên đấy rồi. Tăng bây giờ có sư bác ở ngay cái đầu hồi chỗ mình cầu ép cơm đấy, sư bác ở cái phòng đấy chứ không ở bên dưới. À bên dưới có ba giường mà. Vâng, mình có phòng dưới có ba. Thế bảo thế rồi bây giờ em bảo chứ chồng em á nghe thấy em bỏ kinh chứ tắt ngay cái đấy đi. Và em ơi thấy ai thế, nhà là cũng có một cái chướng nhưng mà cái đời em phải nôn na như này. Chú lại bây giờ chú không thích nghe Phật pháp, không nói đến cầm quyển kinh chú cũng gằn. Thế thì em biết làm sao em, cái kiếp trước chú từ cái ba cái quái đường áp chú lên làm người đấy, chưa được biết đến Phật pháp em, chưa được nghe, chưa được biết đến Phật pháp, cho nên là người ta nghe cái người ta khó chịu. Chưa có duyên. Duyên rồi ta chưa không chưa đến. Cho nên được làm người đã là cũng là cái phước của người ta rồi. Nhưng mà người ta chưa đủ duyên để mà nghe Phật pháp. Cho nên mình không hoan hỉ thì em cứ mở ra em nghe. Em mở nhỏ nhỏ cho em nghe. Mở tất cả đều có ở trong điện thoại ấy. Bây giờ em cứ mở trong điện thoại ra em nghe. Em tìm hiểu. Bây giờ đúng rồi, truyền thông. Em nghe pháp đi. Em cứ nghe pháp đi. Nghe pháp rồi em chín rồi thì lúc đấy là em xin là em sẽ xoay chuyển được. Em cứ xin quan ở Bồ Tát lúc đây tự em muốn đi là em sẽ nói với các chị là em muốn bảo với các chị. Chứ bây giờ các chị rồi không yên tấn em đi à, không yên tấn em là bây giờ phải dọn nhà ra đi nọ kia hoặc là phải nọ kia ăn cơm đi. Mà chị cứ nói là em cứ tìm hiểu kỹ về Phật pháp đi, em nghe pháp nhiều đi, em nghe giảng nhiều đi, tự bản thân em nghe xong em chiêm nghiệm đấy. Con trai em đấy là nó còn bé nhá, cô bảo nó còn bé mà lúc bà ngoại nó ốm đấy, bà ngoại bái còn đi chùa được cơ mà. Thằng này kiếp trước tôi mẹ cô này này, mẹ cô này là đã đi chùa được cơ mà của em à. Thế mà cô ấy thì có theo đâu, cô ấy buôn bán kinh doanh ở chợ. Thế là mẹ thì đi chùa rồi, đến lúc mẹ chết thì cái chị lấy chồng tên là gì, tên là chú gì đây này, Luyện à? Vinh à, cô cố chú bảo vệ ở cái chỗ Viettel này, cô bên cạnh nhà chị này, bên ngoài đường. Thế là chị mới bảo đấy, con em là bảo là nó như thế lúc bà ngoại ốm làm đấy nhá, mà nó toàn coi như là bà ngoại đọc kinh thì nó cũng ngồi, nó biết nó cũng ngồi, nó ngồi đấy, ngồi chỗ bà nó đấy, cho nên nó có cơ duyên như thế. Cho nên đời này ra biết không, đấy là nó cũng đủ cho mẹ nó để cái cách như từng muốt một để chép như hiện tại đấy. Hôm qua cố mở cho em đây này, nó cho em đây này đấy. Anh em một công nhân viên, con và con nó ủng hộ rồi nhé. Lúc Phật pháp rồi ủng hộ con chồng thôi. Chồng thì em cứ xin Phật đối xin Bồ Tát. Xin Bồ Tát ở gì? Để giá trị. Xin Bồ Tát, xin Bồ Tát. Giá trị cho tên chồng như thế. Dần dần thế thì em thì lúc đấy là tự em cảm thấy là em tâm lực
cầm tu hay không là cái đạo ra. Đạo ứng đạo ra khó nghĩ bàn. Chứ bây giờ các chị không muốn sống thành em mà không. Thì các chị không lôi kéo vào nhưng mà nếu mà người thao tư thì họ cứ cứ thích là lên thì là lên tư. Tốt tư cho mình, tốt cho mình, cho gia đình là mình, cho con, cho con. Em thấy hôm nay nghỉ mới có thời gian đấy. Bảo lâu rồi mà sang chỗ con này phải cái lốt này mà con lâu đi được đâu. Mệt lắm. Con cái đứa ở trên ban công ấy, con đứa trên ban công nó trẻ lắm, mặt nó, con đổ nó xuống nó cũng âm đen hết này, con cá mổ rất là to, âm đen cái này nó còn trẻ thôi, nó cũng đến rồi, nó còn đậu, nó bây giờ nó hạ nó làm nó lại còn cái chỉ hành kẹo kẹo cho nhưng mà nó trắng, nó không đẹp, nhưng mà nó sâu quá, nhưng mà trước có đèn cứ thì mặt nó em đây là bị đồn mồn nó lên. Không phải lên đồi mồi mà cô chấm cái nước trong nó đấy gọi là dày sừng, nó làm chết cái da ấy đi rồi, nó dày sừng nên nó sùi lên, sùi lên rồi, nó là dày sừng ngắn dài đấy. Mua cái thuốc cái chấm cộng cấp cái là chấm nó lên mặt thôi, bó tay cái cô đầu được cái chỗ đấy nó chỉ là cái vết lâu thôi đấy. Này, không về quê thì con nào bảo là dì hai của ông Kha, ông không Kha. Ông Thành mới xem đấy, ông Thành mới cưới vợ mới. Cho cô xem đằng sau cái. Đấy, em nhìn thấy mà. Đấy không? Không, đấy không. Đẹp.